lại chung vui với tôi một bữa cơm gia đình để mừng rỡ các anh đã về được đến Việt Nam hoàn toàn khỏe mạnh. Thì tôi cũng cầu chúc ở bên đó tất cả các bà, các cha bác, toàn thể Đông Kinh năm này cùng tất cả các chị, cô Huê và tất cả các chị. Thì đến đây thôi cũng là ngày vui mừng, các cháu cũng sửa soạn ra đi. Thì tôi cũng để cầu chúc bên Đông được ý có vậy thôi. Ông già nói với chúng rồi, để cháu khóc, cháu nói là bữa nay á là ông bà ông Tùng cũng như là hai bác ở đây thì muốn tổ chức là một bữa cơm gia đình để mời tất cả cha bác là mừng cho con đã trở về. Nhưng mà ông Trùm nói này muốn khóc, nếu bà Trùm nói lại càng khóc nhẹ hơn nữa. Không, muốn khóc để chơi chung chả có tay. Có phải không? Tớ chỉ nói một tí xíu thế là không có khóc nhẹ nên mà chớ. Cho anh Trung lên tời mà lên tời mà vui với xuân. Bây giờ đề nghị anh Trung là mình phải mô tả cái kênh thần nông của mình đó, tin năm ấy. Bây giờ đề nghị anh Trung đọc một bài thơ để cho thông qua. Như lá chú khô trong kinh năm ấy lắm cô ấy chồng. Thu lai gió thuốc lùng lùng, anh Mai rồi. Anh không có đây. Thu lai gió thuốc lùng lùng, con ông tính hạp đắc chồng mai mai. Hương thọ cửa đóng then cài, giời ơi nó hỡi lấy ai làm chồng. Thảo chiên lớn tổng nông. Mẹ ơi con muốn lấy chồng lắm cơ. Nhưng mà có một cái câu này là chị Quản đau khổ, chị Quản ơi. Không đi. Chị Quản không đi. Chị Quản ra ngẩn vào ngơ, chim đậu chẳng bắt lại chờ chim bay. Là bài thơ hoa nữa. Bài thơ hoa. Người ta ngắm cảnh xem hoa, hoa nào cũng bảo ối trà là xinh, riêng tôi lại thích hoa mình. Mình. Nghe nó hơi điều không? Nghe nó hơi điều không? Riêng tôi lại thích hoa mình. Đó, điều không? Riêng tôi lại thích hoa mình. Không, hoa. Riêng tôi lại thích hoa mình. Là hoa đã ở trong kênh ấy mà. Hoa thức thì đã đi xa, hoa vực cô giáo đã ra nước ngoài. Hoa ngô cửa đóng then cài, thương cô chăm chỉ miệt mài rụng nương. Hoa riêng thơ thẩn đến được, hình như chị lại cũng nương có bầu. Hoa hiểu cách mặt đã lâu, cho tôi gửi tới lời cầu bình an. Hoa khuyết sẽ cũng một đàn với anh cần viết ở vang tích xỉ. Hoa hộ may vá làm chi để cho màng chú nó đi chụp hình. Phải không? Đúng. Hoa kia nào sánh hoa mình, đâu sánh hoa mình được. Tất cả hoa không có hoa nào. Ai trâu này? Dạ. Hoa quýt đắt ai. Hoa trâu và... Không, sột sột đến lá chứ khô, trong không hoa mấy lắm cô ấy chồng. Gái tên năm rồi. Gái tên năm sao rồi? Để mình cho đọc tiếp, có một câu chót thôi. Là... Xin kia mọc ở trên đồi, còn hoa phượng đắc thì chúng tôi mướp rồi. Coi như nãy là cha bác với lại khách này kia thì anh đợt đâu, còn bây giờ là anh em trong nhà và người bếp, anh tiệc hai đấy, anh tiệc đầu thì những người đó về hết rồi, tiệc này là tiệc thứ hai.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không phải là chồng nó là môi trường làm khách nhá. Cái em này á là đi lên mà hốc bạc cũng được.